Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber. Các bạn thân mến, công tác bảo vệ lãnh đạo luôn là một việc quan trọng của ngành an ninh tất cả các nước. Tuy nhiên, mỗi nước lại có những cách thức khác nhau trong hoạt động này. Đối với Triều Tiên là một bên trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều vừa mới diễn ra ở Hà Nội. Khi tìm hiểu về công tác an ninh bảo vệ, công chúng bị thu hút sự chú ý vào 12 vệ sĩ chạy bộ theo ô tô của nhà lãnh đạo trong các hoạt động trước công chúng. Đối với mọi người, hình ảnh các vệ sĩ chạy bộ theo ô tô có thể khiến người ta thấy có cảm giác gì đó hơi lạc hậu tuy nhiên những thành viên của đội vệ sĩ này có vóc dáng khá tương đồng khuôn mặt người nào cũng lạnh lùng họ luôn quan sát để phát hiện các dấu hiệu khả nghi có thể đe dọa an toàn của lãnh đạo để loại trừ nó và trong những trường hợp nguy hiểm họ phải xả thân che chắn cho lãnh đạo của mình và mặc dù hình ảnh chạy bộ trông có vẻ thiếu chuyên nghiệp hay lạc hậu nhưng thực tế họ lại là những người quyền lực nhất trong hệ thống cảnh vệ của Triều Tiên. Viết về những người vệ sĩ này trên tờ Thâu Théo của Trung Quốc ngày mùng 2 tháng 3 có bài viết với tựa đề là Họ là những người duy nhất được mang súng có đạn thật đi bên cạnh Kim Trương Ưn. Bài báo viết, trưa ngày mùng 2 tháng 3, trong sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp, lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Trương Ưn đã bước lên đoàn tàu chuyên dụng ở ga Đồng Đăng của Việt Nam. Từ khi lên đường dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai và thăm chính thức Việt Nam, mỗi lần ông Kim Jong Un ngồi xe ô tô đi trên đường phố Hà Nội, xung quanh chuyên xa của ông luôn có 12 vệ sĩ chạy theo xe bảo vệ thu hút sự chú ý. Từ chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2018 đến nay, mỗi lần ông Kim Jong Un có hoạt động bên ngoài hoặc là ra nước ngoài công du đều là do những người vệ sĩ này bảo vệ. Họ mặc những bộ âu phục màu đen mang cả vạt đen thường thường triển khai đội hình 552 tạo thành hình thế vây quanh quá nửa chiếc xe chống đạn của ông Kim. Những vệ sĩ của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên hiển nhiên không chỉ là người chạy theo xe, họ là kết quả của một quá trình chọn lựa nghiêm ngặt, gánh vác những nhiệm vụ nặng nề. Một số vệ sĩ từ thời nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành, Kim Trân In giờ đây đã thăng chức lên thành những người tâm phúc bên cạnh ông Kim Trân Un. Nói về những vệ sĩ của nhà lãnh đạo Triều Tiên, điều quan trọng nhất là có lý lịch chính trị đó. Các vệ sĩ của ông Kim Chung ưn là những quân nhân của quân đội nhân dân Triều Tiên, thông thường đều được chọn ra từ các binh sĩ hiện dịch. Theo đài BBC của Anh, thì những người được chọn cần phải có chiều cao tương đồng với lãnh tụ tối cao. Bên cạnh đó còn cần phải có thị lực tốt cùng với khả năng bắn súng và chiến đấu tay không ở mức độ nhất định mới được. Sau khi được lựa chọn, họ được huấn luyện một loạt chương trình giống như bộ đội đặc biệt của Triều Tiên để đảm bảo cho họ có đủ năng lực chiến đấu và ứng biến tình huống. Tuy nhiên, muốn trở thành người bảo vệ cho lãnh tụ Triều Tiên thì ngoài những điều kiện cứng như tố chất thân thể và năng lực ứng biến ra còn phải có lý lịch chính trị đỏ nữa. Theo một chuyên gia về vấn đề nhân sự của Triều Tiên tại Đại học John Hopkins là Michael Madden thì những người được chọn làm vệ sĩ cho lãnh tụ phải được điều tra lý lịch cẩn thận từ hai đời ông bà cha mẹ. Điều đáng chú ý là một số cảnh vệ của lãnh tụ Triều Tiên có nền tảng giáo dục khá tốt. Người cận vệ của Kim Nhật Thành là Lý Ất Tuyết, từng du học tại Học viện Quân sự Prunze nổi tiếng Liên Xô, sau đó trở thành người đặt nền móng cho hệ thống bảo vệ lãnh tụ của Triều Tiên. Hoặc như Kim Anh Chiết là người từng làm vệ sĩ cho Kim Jong In, trước đó đã tốt nghiệp Đại học Kim Nhật Thành và trường cách mạng Vạn Thọ Đài. Ông ta có thể coi là một nhân vật tinh anh tri thức trong các sĩ quan Triều Tiên. Các vệ sĩ được chạy theo xe của lãnh tụ Triều Tiên chỉ có một số ít. Số đông nhân viên bảo vệ lãnh đạo không xuất hiện sát bên lãnh tụ. Theo như chuyên gia về nhân sự Triều Tiên nói trên, thì hệ thống cảnh vệ của quân đội nhân dân Triều Tiên có 6 bộ môn, 3 lữ đoàn chiến đấu và nhiều đội ngũ bảo vệ, tổng số lượng gần 10 vạn người. Trong đó có từ 6.000 đến 10.000 người trực tiếp phụ trách nhiệm vụ bảo vệ, lái xe, nhân viên kỹ thuật và kỹ sư trong công tác bảo vệ lãnh tụ những người chạy theo bảo vệ chuyên sa của ông Kim Trương Un cũng thuộc về bộ môn nói trên. Trong thời đại Kim Trương In, văn phòng phụ tá lãnh đạo quản lý khoảng 2.000 người làm nhiệm vụ bảo vệ cho cá nhân ông Kim Trương In. So với số lượng đó, đội ngũ bảo vệ ông Kim Trương Un đã giảm đi không ít. Theo thống kê của chuyên gia Mát Đen, quy mô đội ngũ bảo vệ cho ông Kim Trương Un hiện tại không quá 300 người. Trước khi ông Kim Trương Un đi công du sẽ có một đội cảnh vệ mang các trang bị đi trước đến nơi trú đóng. Theo hãng thông tấn Yonhap, trước buổi hội nghị thượng đỉnh trăm kim lần này, đội cảnh vệ cùng trang thiết bị đã ngồi máy bay của hãng hàng không Triều Tiên đáp xuống sân bay nội bài của Hà Nội sáng ngày 24 tháng 2. Sau đó, nhiều chiếc xe khách từ 18 đến 25 chỗ ngồi chở quan binh cảnh vệ Triều Tiên và hai chiếc xe tải màu đen đã đi vào khách sạn Melia Hà Nội, là nơi ông Kim Jong Un nghỉ ở Hà Nội. Những vệ sĩ đi cạnh ông Kim Jong Un thì xuất hiện cùng lúc với ông Kim ở Hà Nội. Ngoài 12 người chạy quanh xe ô tô, chuyên gia mắt đen khi phân tích các hoạt động thường ngày của ông Kim Jong Un đã phát hiện ra rằng khi lãnh đạo đi bộ hoặc cưỡi ngựa, những vệ sĩ thường tổ chức bảo vệ theo công thức là từ 3 đến 5 người phía trước, hai bên trái phải từ 2 đến 3 người mỗi bên và phía sau từ 4 đến 5 người. Đi cùng lãnh đạo cũng không phải là một việc thoải mái. Ngày 27 tháng 4 năm ngoái khi ông Kim Trân Ưn đến bản môn điếm dự hội nghị hai miền lần đầu tiên, các vệ sĩ đã biểu hiện rất cẩn trọng. Họ đi theo sát ô tô, vừa không được quá xa nhưng cũng không quá gần, còn phải luôn luôn quan sát hoàn cảnh xung quanh, phải căn cứ tốc độ xe để điều chỉnh tốc độ chạy nhanh hay chậm. Khi chuyên xa đến chỗ rẽ, cũng phải nhanh chóng điều chỉnh tốc độ chạy để tránh bị loạn đội hình. Các ảnh chụp và cảnh quay khi đó cho thấy, vệ sĩ ở phía trước bên trái xe dường như là người đội trưởng kinh nghiệm phong phú nhưng cho dù như vậy khi anh ta chạy vẫn phải nhiều lần quay đầu lại để hiệu chuẩn lại vị trí của mình lần này trong hội nghị trăm kim ở hà nội có một bức ảnh cho thấy các vệ sĩ đã sai vị trí so với chuyên xe trên đường phố hà nội sau khi họ phát hiện ra đã lập tức chạy ngược về phía sau chiếc xe chở ông kim điều duy nhất khác biệt giữa các vệ sĩ chạy theo xe của lãnh đạo với các nhân viên cảnh vệ khác là khi chấp hành nhiệm vụ các vệ sĩ này được phép mang theo súng quá đạn thật khi đi cùng với ông Kim Trân Ưn. Đây là những người duy nhất được phép làm điều này. Một đặc điểm nổi bật nữa của các vệ sĩ lãnh tụ Triều Tiên là họ có tiền đồ quan lộ rộng lớn. Thân phận của các vệ sĩ lãnh tụ Triều Tiên xưa nay không được công khai, nhưng một số nhân vật cao cấp của đảng, chính quyền và quân đội Triều Tiên đã có những thời gian làm nhiệm vụ vệ sĩ của lãnh tụ. Có thể thấy, họ có xuất thân tinh anh, năng lực xuất chúng cho nên trong các nghề nghiệp tiếp theo sau thời gian làm vệ sĩ, họ đã vươn lên và giành được những vị trí càng cao. Cảnh vệ Lý Ất Tuyết của Kim Nhật Thành sau này trở thành người phụ trách hệ thống bảo vệ lãnh đạo của Triều Tiên. Năm 1995, ông ta trở thành người thứ ba được tấn thăng hàm nguyên soái của quân đội nhân dân Triều Tiên. Truyền thông bên ngoài cho biết người này có quan hệ mật thiết với Kim Trương Ưn. Thông tin này đến ngày 7 tháng 11 năm 2015 được chứng thực khi Lý Ất viết qua đời. Chức vụ chính trị cao nhất của ông này lúc còn sống là ủy viên dự khuyết bộ chính trị. Theo thông lệ thì đám tang của ông Lý Ất Tuyết sẽ do chủ tịch đoàn chủ tịch hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Vĩnh Nam làm trưởng ban lễ tang. Nhưng cuối cùng, đích thân ông Kim Trương Ưn đã đảm nhiệm vai trò này. Hiện nay, người phụ trách công tác bảo vệ cho lãnh đạo tối cao Kim Trương Ưn là ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Doãn Chính Lâm ông này từng có thời gian dài làm phó cho lý ất tuyết trước đó nữa doãn chính lâm cũng là vệ sĩ của kim nhật thành và kim trương in và cũng qua thời gian làm nhiệm vụ vệ sĩ cho lãnh tụ mà dần dần được tấn thăng thành người phụ trách ngành cảnh vệ cùng là vệ sĩ của kim trương in kim anh chiết còn có sự thăng tiến nhanh hơn doãn chính lâm sau khi rời khỏi lực lượng cảnh vệ ông kim anh chiết đã tham gia đàm phán quân sự hàn quốc triều tiên và công tác tình báo quân sự của triều tiên từ năm 2018, ông Kim Anh Chiết lúc này đã là phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, đã nhiều lần mang thư của ông Kim Jong Un bay sang Washington, trở thành một nhân vật quan trọng trong cuộc hội đàm Mỹ-Triều. Trong cuộc gặp thượng đỉnh 100 Kim lần thứ hai, ông Kim Anh Chiết đã trở thành một đại biểu tháp tùng lãnh tụ Kim Jong Un trên bàn đàm phán. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là một vài thông tin về đội cận vệ đặc biệt của lãnh tụ Triều Tiên. Qua các thông tin trên đây, có thể thấy đội cận vệ này không chỉ là những người tâm phúc của nhà lãnh đạo trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân mình mà còn có thể là một nơi để nhà lãnh đạo lựa chọn những nhân sự cho các vị trí quan trọng trong đảng chính quyền và quân đội. Tuy nhiên đội cận vệ này chỉ là lớp bảo vệ cuối cùng cho lãnh đạo và đôi khi nó mang tính chất thị uy là chính. Bởi lẽ nếu như mối đe dọa đã ở trong cự ly tính bằng mét hoặc là vài chục mét thì 12 người này rất khó bảo đảm an toàn cho lãnh đạo trước sức sát thương của các loại vũ khí như súng bắn tỉa, hỏa tiễn hoặc là mìn. Do vậy, việc bảo vệ an toàn cho nhà lãnh đạo Triều Tiên khi tham dự các hoạt động công khai được tổ chức ít nhất là 3 lớp. Lớp trong cùng là các cận vệ như vừa nói, còn hai lớp bên ngoài sẽ bảo đảm an ninh ở địa điểm lãnh đạo đến. Nó có thể là các tòa nhà hay văn phòng hay khu dân cư. Những lớp bảo vệ ở vòng ngoài này mới thật sự là quan trọng, bởi vì họ phải bảo đảm kiểm soát hết các điểm cao có thể đặt được súng bắn tỉa để bắn vào khu vực nhà lãnh đạo sẽ đến họ phải làm hết sức để không có bom mìn trong khu vực đó và phải bảo đảm ngăn chặn từ vòng ngoài không để lọt để sót các đối tượng khả nghi vào gần nhà lãnh đạo lực lượng cảnh vệ này cũng là những người vận hành và duy trì đường dây điện thoại an toàn để lãnh đạo sử dụng và cung cấp bất kỳ máy tính nào mà lãnh đạo cần họ cũng mang theo các thực phẩm đồ uống và thuốc lá mà nhà lãnh đạo có thể muốn dùng và sẽ kiểm tra mọi thức ăn đồ uống trước khi nó đến tay lãnh đạo. Những lớp bảo vệ ngoài cùng của Triều Tiên cũng giống như phương thức bảo vệ của các nước khác, đó là bao gồm những chốt, những điểm canh gác công khai bên cạnh những nhân viên mặc thường phục, đóng vai trò như một lớp an ninh vô hình. Mục tiêu cuối cùng của họ là phát hiện và loại bỏ ngay lập tức mọi mối đe dọa để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà lãnh đạo của mình. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại